thấy lên bờ ăn phải không, mình thấy đập ra phải không, nhìn coi đập đập ra mình mới chặt được cái trái này phải không. Quen nè, thôi lên bờ bà con ơi, giờ cho em gì là bước tới giờ được không, bờ xuống ao lặn được không? Được được được. Chưa nãy giờ tắm nắng đẹp quá. Chưa để chặt về nước hả? Cắt ngắt luôn rồi. Làm tiếp cho bà con mình biết tới về nước hả? À, nó. Đấy, bánh xong. Và đem và cái này là trái dừa nước nha các bạn. Nào chặt cái muỗng rất là tròn, thường thường cái chặt là có mấy cái kẻ nha các bạn. Để lên đi. Lên lên kia đi. Đâu? Hello, chào tất cả bà con cô bác của anh chị đã đến với kênh quê hương miền Tây. Thì hiện tại là mình đang ngồi trên chiếc xuồng để dẫn bà con mình đi chặt dừa nước. Đó là thằng nhóc Sang và nhóc Tình đang bơi bằng ghe. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người về quê hương của mình là xứ sở miền Tây để mình đi chặt dừa nước. Đó, bà con thấy dừa nước rất là nhiều. Hay coi chừng có chừng ông nha, coi chừng ông. Đó. Bây giờ ủa anh chơi gì vui vậy? Bây giờ mọi người hãy theo dõi mình để mình chặt clip này, chặt dừa nước nha. Ở đâu dừa nước? Ai dừa nước? Qua này dừa này đi. Cô Sang mới chỉ ở đây nghe các bạn. Bây giờ mình sẽ chèo vô bên trong kia để mình chặt dừa nước. Hai. Buồn nào anh Hải? Quay bà con mình coi. Ôi nhiều. Nhiều quá trời luôn nha các bạn. Hai đồng. Ba. Hai. Ba. Ba gọi, ba chích chân. Đây, ngồi đang quay cái chân này. Đây là tới Bình Bác đây à. Tấm cầu rừng nó quay bà con mình coi tới cầu rừng đi. Đâu? Tới Bình Bác này nghe các bạn. Bác hả? Bây giờ mình... Này, qua chặt cái hoài mình đang quay này nghe các bạn. Tới luôn. Ngồi xuống đây quan xe. Dạ, em đang chạy. Ngồi qua anh nè. Ngồi xuống xe. Nó nặng lắm á. Từ từ, ngồi xuống xe, ngồi xuống xe. Dạ. Giờ mình sẽ dẫn xe nha. Và mình sẽ bước trong đêm tối, kéo đồng mình xuống. Ngồi quan xe ơi, cái đường ông xe ơi. Vậy anh đó. Đây là ông. Đây là buồn dừa nước nha, bây giờ mình sẽ chặt. Bà anh hai mình mới chặt được buồn dừa nước rất là đẹp nha các bạn. Đây là buồn dừa nước nha. Bà con có chú anh chị. Điên. Buồn dừa nước này mình phải lên bờ ăn phải không? Mình phải đập ra phải không? Nhìn coi đập đập ra mình mới chặt được cái trái này phải không? Quen nè. Ơi. Để lên bờ bà con ơi. Giờ cho em gì cần bước tới giờ được không? Bờ xuống ao lặn được không? Được được được. Chứ nãy giờ tắm nắng đẹp quá. Chưa để chặt dừa nước hả? Cắt ngắt luôn rồi. Làm tiếp cho bà con mình biết tới dừa nước hả? À, nó. Đấy, bánh xong. Và đem và cái này là trái dừa nước nha các bạn. Nào chặt cái muỗng rất là tròn, thường thường cái chặt là có mấy cái kẻ nha các bạn. Lên lên kia đi. Đâu?
đậu chỗ này nha các bạn. Chỗ năm xưa chiến tranh ngay chỗ này, đại chiến sông Bạch Đằng. Các bạn, ông nội của cô Quỳnh á, là ông nội của giờ sợ nha. Hồi đó chiến tranh á. Rồi, dịnh lại sang. Con gì à? Dịnh lại. Rồi lên. Ôi không phải chạy bên đây, chạy bên đây. Dịnh dịnh về lại đi. Dặm ngay tới mềm luôn nha các bạn. Rồi tịnh lên trước đi, tịnh trước đi. Đứt một ký hạt luôn, dặm ngay tới mềm. Giờ chặt vừa uống đi con. Đi vô, đi vô. Thấy kiến kìa. Sang. Trời ơi, cái con quay. Chỉ mắc lại giùm em cái. Giờ mắt em trình độ không hai rồi. Độ không hai. Giờ anh hai tiếng hụt dịch em mù mẹ ơi. Học lại đây đi. Này. Gì? Giờ em dở mặt rồi xe cái luôn. Không biết cái nào cái nào khỏe cái nào không á. Anh dở em nè. Gì nữa rồi? Dở mắt em nè. Một lé. Đây chỗ này trống đi. Trời ơi. Vậy. Xích ra xem. Đâu anh đập vậy sao ghê. Làm sao? Nè anh cầm em làm cho. Nói chung là mình cũng sao mà khó, anh hai mình đã làm được nha các bạn. Khỏi mà nãy giờ mới ghê. Thành viên mới chuẩn bị ghê. Đó. Đó ghê cái bóp luôn. Rồi để anh chặt thử coi. Ờ gì nước thì nó ăn vừa ăn nè. Không mà không biết có nước không. Có vừa nước mà có nước. Ồ ngon quá. Nó đập mấy đó nào ăn không được ha. Vừa nước mà anh hấp không hả? Có. Quay. Hấp đầu tiên mình hấp nước trước. Thế mình chẻ thử. Không cái đâu. Không cái vừa non quá. Không quá. Rồi anh đập ra được chưa này? Dạ. Vừa này nâu. Nước ngọt không? Hả? Ê chặt quay em. Quay. Chặt em thử tái rồi này. Hả? Chặt em thử tái rồi đó. Giờ chưa uống nước vừa này. Uống gì nước phải không? Còn là vừa non không bà con chú chị ơi. Để mình vừa non chỉ hấp nước thôi nha. Mình chặt cho anh Sang cái. Đó giờ con chưa hấp nước luôn. Hả? Sang hấp thử coi. Quay sang. Sao đó? Mày quay răng mặt nó như vậy. Nó ngọt ngọt, nó không thơm nha các bạn. Nói chung mình đi chặt vừa nước mà dính ngay cái buồng vừa nước bị non rồi con chú chị ơi. Thôi giờ mình cũng đã review cho bà con biết trái cái vừa nước ăn như thế nào rồi. Bây giờ non quá mình chỉ hấp nước thôi, không có cái. Nếu muốn cái mình chẻ ra mình sẽ lặn cái. Thôi bây giờ hẹn bà con chú chị clip sau nha. Cảm ơn tất cả bà con chú anh chị đã xem giúp mình. Mọi người hãy nhớ nhấn nút like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.